bắt đầu thành công trong lĩnh vực thương mại điện tử ngay từ khi thị trường Việt Nam mới còn chập chững với cụm từ shopping online. Liên tiếp sau đó, anh Nguyễn Ngọc Điệp, CEO của công ty cổ phần VNB, đã cho ra mắt hàng loạt các dự án mang tính ứng dụng dịch vụ online cực kỳ tiện ích. Chặng đường từ đó đến nay đã cùng anh đưa cái tên VNB ngày càng được biết đến rộng rãi hơn, là gần 600 nhân viên của mình. Anh Điệp vừa làm công tác chỉ đạo, điều hướng của công ty được phát triển, vừa đóng vai trò như một người anh, người thầy truyền ngọn lửa nhiệt huyết và sự tin tưởng đối với đội ngũ nhân viên. Xin chào các bạn đã đến với chương trình Hỏi Đáp cùng CEO của tìmviệc365.vn. Hôm nay chúng ta sẽ gặp một nhân vật đặc biệt, đó chính là anh Nguyễn Ngọc Điệp, CEO của VNP Group. Anh là người anh cả đi đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử, là người đã đặt nền móng, viên gạch đầu tiên cho nền thương mại điện tử Việt Nam. Vâng, xin chào anh. Chào. Rất vui khi hôm nay được gặp anh ở đây để cùng anh chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong những lúc khó khăn khi khởi nghiệp. Vâng, trước hết anh có thể giới thiệu cho các bạn về anh không ạ? Mình là Điệp, hiện tại đang là giám đốc của VNP. Thành lập công ty được 13 năm rồi. Quả thật khi có thông tin anh tham gia cùng chương trình trên các kênh fanpage của Tìm Việc 365 cũng như group Tìm Việc 365 hoặc trực tiếp những website Tìm Việc 365 đã nhận được rất nhiều câu hỏi để mong anh có thể chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn. Và ở đây em xin đọc một câu hỏi của bạn Trung Hiếu, hiện tại đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Bách Khoa. Có một câu hỏi mong anh chia sẻ như sau. Em xin phép được đọc. Em là sinh viên năm cuối trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Khi là sinh viên năm nhất, em đã mang trong mình một mơ ước khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Anh có thể chia sẻ cho em bí quyết làm thế nào một sinh viên kỹ thuật như em có thể dần thực hiện mơ ước đó ngay từ bây giờ không ạ? Dạ vâng. Câu hỏi của bạn sinh viên Trung Hiếu trường Đại học Bách Khoa. Sinh viên kỹ thuật thì còn dễ hơn là sinh viên kinh tế như anh. Vì sinh viên kinh tế như anh thì ban đầu rất khổ để tìm được một ông gọi là đi cùng mình từ đầu làm kỹ thuật, là cũng phải đi gặp khá tầm 20 người mới tìm được một người. Và anh nghĩ là sinh viên kỹ thuật thì có lợi thế là họ có thể tự làm được mọi thứ họ thích. Họ nghĩ thế nào họ làm thế được và không phải đi tìm kiếm ai cả. Và chi phí ban đầu thì cũng tiết kiệm rất nhiều. Và có một điểm mà anh nghĩ là có thể tự tin là em có nhìn bên Silicon Valley chẳng hạn, thì hầu hết là những cái người mà làm những cái công ty vĩ đại nhất thế giới bây giờ toàn là xuất thân từ giới công nghệ. Thế thì anh nghĩ là quan trọng nhất là cái kỹ năng về con người, kỹ năng về mình hiểu biết được tâm lý của người khác như thế nào. Bởi vì kinh doanh thì không thể là ông làm một mình được, và ông phải làm với rất nhiều người khác. Và mỗi người có một tính cách khác nhau, mỗi người có một cái xuất thân khác nhau, giáo dục khác nhau, hoàn cảnh gia đình cũng khác nhau. Cho nên là mình cố gắng mình phải hiểu được, mình phải biết hỏi, mình phải quan sát, mình phải lắng nghe, biết thấu hiểu những cái khó khăn, những cái nhu cầu mà thậm chí là người khác còn chưa nhìn nhận ra được. Thì cái này là kỹ năng rất quan trọng, mà không chỉ là một ngày, hai ngày hoặc là có thể học sách vở mà làm được. Và cái đấy là mình phải trải nghiệm, mình phải va vấp rất nhiều thì mình mới tích lũy được những cái kiến thức kiểu như thế. Đó là kỹ năng, đó là những cái gọi là kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Thì anh nghĩ cái điều đấy nó quan trọng hơn rất nhiều là những cái vấn đề về nghiệp vụ. Bởi vì vấn đề về chuyên môn và nghiệp vụ ấy thì anh nghĩ nó chỉ quyết định cùng lắm là 20% thôi. Còn 80% nó là liên quan đến tâm lý con người, là kỹ năng con người. Vì là anh có thể đưa một câu chuyện nó khá là thú vị ở đây, là nếu mà mọi người dùng Facebook thì mọi người có thể biết là Mark Zuckerberg thì ngoài cái kỹ năng về máy tính thiên tài ra thì đồng chí này thì là một trong những thành viên mà xuất sắc nhất về tâm lý học. Tâm lý học hành vi đồng chí rất giỏi. Cho nên là chúng ta dùng Facebook chúng ta cảm thấy rất là tự nhiên, nó không có gì mà cái gì nó cũng đúng thuận theo ý của mình. Thì đấy là sự kết hợp giữa công nghệ và tâm lý thì nó tạo ra Facebook, nó tạo ra một cái sản phẩm mà cả thế giới phải dùng. Thì đấy là những cái mà anh nghĩ là người làm công nghệ nên chuẩn bị trước khi mà mình khởi nghiệp. Rất cảm ơn anh vì những chia sẻ như vậy. Chắc bạn Trung Hiếu nếu theo dõi chương trình thì cũng đã tìm ra được mình một giải pháp, đó chính là mình không chỉ cần những kỹ năng về
kỹ thuật mà mình hay làm những học hỏi những kỹ năng khác. Dạ vâng ạ. Và bây giờ sẽ là đến từ bạn Hồng ở thành phố Đà Nẵng cũng có một câu hỏi với anh như này. Xin phép anh được không? Anh ơi, cơ duyên nào đã đưa anh đến với lĩnh vực thương mại điện tử? Và cụ thể là về vật giá là trang web đầu tiên của anh. Anh nghĩ là nó là nhân duyên thôi. Cái thời điểm đấy thì cái mình nghĩ là cái nhu cầu này đang có, và mình nghĩ là xã hội nó đang cần một cái website như vậy, thì mình cảm nhận được bản thân mình cảm thấy có một website như vậy thì mình sẽ dùng, mình sẽ thích, thì thấy quyết định làm thôi. Và bản chất là cái cảm tính là một phần, nhưng mà kinh doanh thì là khoa học sự lựa chọn, tức là mình biết lựa chọn. Có thể là rất nhiều nhu cầu khác nhau trong xã hội, nhưng mà anh không lựa chọn là làm về máy tìm kiếm, anh cũng không lựa chọn là mạng xã hội. Bởi sao? Vì là những cái đấy, thứ đấy là những thứ mà người khác còn làm tốt hơn mình, làm tốt nhất rồi. Thế thì khi mà mình quan sát, mình xem số liệu của thị trường, xem số liệu của các công ty họ toàn cầu, ví dụ như là Google hay Facebook, họ có bao nhiêu người dùng, họ doanh số ở bao nhiêu, ở thị trường Việt Nam, họ đã thâm nhập vào thị trường Việt Nam như thế nào, thì mình phải ngồi mình quan sát, và mình nhận thấy là mình làm những cái thứ đấy thì cũng không thể nào mà cạnh tranh được, thì mình phải tìm những cái lĩnh vực mà chưa có nhiều cạnh tranh. Nhiều cạnh tranh thì lúc đấy thương mại điện tử nó là một cái lĩnh vực tương đối là vẫn còn nhiều cửa, vẫn còn, nó là một đại dương xanh. Thì quyết tâm là mình nghĩ là mình có thể làm được, và mình bắt đầu thôi. Bắt đầu một cái xuất phát từ chính bản thân nhu cầu của mình, và cái nhu cầu đấy chưa được đáp ứng một cách trọn vẹn, và những cái công ty nước ngoài họ chưa thâm nhập vào nhiều. Nó hơi khác bây giờ một tí. Nếu như bây giờ mà bảo làm thương mại tử thì anh phải đắn đo chán, phải suy nghĩ rất nhiều. Nhưng mà thời điểm đấy cũng là như vậy. Vâng, rất cảm ơn anh. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến một câu hỏi của bạn Trang ở thành phố Hồ Chí Minh, có một câu hỏi với anh như sau. Bạn Trang thì cũng chia sẻ câu hỏi như thế này. Anh ơi, em thấy CEO thường rất bận, nhưng thấy anh vẫn dành được thời gian dành riêng cho gia đình của mình. Anh có thể chia sẻ cho em cách để anh cân đối giữa công việc và gia đình không ạ? Câu hỏi này là mang tính là thời gian, sắp xếp thời gian giữa gia đình, công việc. Anh nghĩ là anh nói chung nhé, thì cuộc sống nó là một chuỗi, mình phải lựa chọn những cái hạng mục mình ưu tiên. Đấy, như là với tuổi của anh bây giờ chẳng hạn, bảo là cái độ ưu tiên của anh thì nó lại liên quan đến sức khỏe. Đấy, cái đầu tiên là mình ưu tiên sức khỏe, và một ngày mình phải dành bao nhiêu thời gian cho sức khỏe, chăm sóc, mình luyện tập như thế nào, ăn uống như thế nào, ngủ nghe như thế nào chẳng hạn, thì mình phải, đấy là lựa chọn số một. Thứ hai là những cái người mình yêu thương ở đây thì có rất nhiều, kể cả cái gia đình của mình, cũng như là những cái nhân viên của mình nghĩ là mình phải dành thời gian cho người ta để mình trao đổi mình, bởi vì là những cái điều đấy họ, có thể là nhân viên thì họ gọi là công việc thôi, nhưng thực chất là họ có rất nhiều tâm tư tình cảm, họ những cái có những cái thứ mà không công việc, nó không, trong công việc họ không nói được, thì mình phải dành thời gian mình quan tâm đến họ. Đấy. Và thứ ba thì mới là công việc. Công việc thì ok cũng quan trọng, nhưng mà cuối cùng thì mình nghĩ là làm việc để làm gì, đúng không? Làm việc thì theo quan điểm của anh thì làm việc là làm cho những cái người mà mình yêu quý. Đây thì không chỉ gia đình, nó là thậm chí là nhân viên của mình. Họ làm việc, họ có một cuộc sống tốt hơn, họ có một cái môi trường làm việc họ happy, họ phát triển được bản thân, họ cảm thấy là họ có những cái ngày mà ngày tháng nó vui vẻ ở công ty, đấy là điều rất quý. Và khách hàng của mình, khi mà khách hàng họ dùng được cái sản phẩm của mình, họ cảm thấy là cái này giúp được ích nhiều cho tôi, cái này giảm bớt được thời gian trong công việc của tôi, cái này giảm bớt chi phí cho tôi, họ cảm thấy là họ cần mình, thì đấy là cái ý nghĩa của cuộc sống. Thì cuối cùng anh nghĩ là làm việc để làm cho, là vì những cái người mà mình yêu quý, mình quan tâm cho cuộc sống, và mình nghĩ là đấy, anh nghĩ là đấy là cuộc sống có ích cho xã hội. Vâng, rất cảm ơn anh. Quả thật anh đã chia sẻ những kinh nghiệm thật ý nghĩa cho các bạn. Ở đây gia đình với anh không phải chỉ là một gia đình nhỏ bé, mà ở đây gia đình có thể là công ty với cả là khách hàng.
Và vâng, và tiếp theo là một bạn Thuận, là một CEO trong lĩnh vực công nghệ. Bạn này thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã khởi nghiệp 2 năm rồi. Và bạn cũng có một câu hỏi muốn hỏi anh như sau ạ. Em bắt nguồn từ dân IT, khởi nghiệp được 2 năm em mới biết mình không chỉ cần đam mê mới có thể thành công, mà cần rất nhiều yếu tố khác, trong đó có công tác quản lý nhân sự. Hiện tại em rất khó khăn trong việc điều hành nhân sự. Được biết xuất phát điểm của anh cũng làm về chuyên môn, có thể anh có thể chia sẻ giúp em công tác vừa làm chuyên môn lẫn công tác vừa quản lý điều hành nhân sự không anh? Anh nghĩ là khi mà bọn em mới bắt đầu thì người ta sẽ quan tâm đến vấn đề khách hàng, vấn đề về sản phẩm, vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ rất nhiều. Nhưng mà càng làm chúng ta càng vỡ một điểm là khách hàng hay là đồng nghiệp của mình thì bản chất họ là con người. Và con người thì họ sẽ sáng nắng chiều mưa. Lúc thì ok, họ đang vui, tình yêu họ đang đẹp, họ đến công ty họ làm rất năng suất. Nhưng mà một hôm nào đấy mà họ bị thất tình chẳng hạn, đến công ty họ nhìn mình họ chỉ là toàn là nước mắt thôi. Thì cái chuyện đấy là chuyện rất bình thường. Và con người thì không chỉ là trong công việc, họ có rất nhiều những nhu cầu khác. Như là có rất nhiều người là đi sau khi họp lớp về chẳng hạn là nhìn thấy anh là mặt buồn rười rượi, hỏi tại sao. Và bạn bè em toàn làm những công ty hoành tráng, nghe là nói rất là kinh khủng. Còn em hỏi đâu thì em bảo là công ty khởi nghiệp có 4-5 người, lúc khởi đầu nó như vậy. Thì lúc đấy phải ngồi động viên, phải ngồi an ủi, phải ngồi định hướng lại cho họ. Thì anh nghĩ là bản thân anh thì đến thời điểm này thì cái nghiệp vụ thì nói thật anh không làm nữa rồi. Vì nghiệp vụ giờ ai cũng giỏi hơn mình. Thì bây giờ cái việc chính của ông CEO bây giờ là gì? Là có hai việc thôi. Một là ông phải đọc rất nhiều, ông học rất nhiều, ông định hướng được tổ chức ông sẽ đi về đâu. Ông hiểu được thị trường, ông hiểu khách hàng, ông hiểu được đối thủ. Để ông định hướng được là một năm nữa, ba năm nữa, năm năm nữa thì tổ chức sẽ như nào. Đấy cái việc thứ nhất. Việc thứ hai thì là anh nghĩ là bài toán về nhân sự. Nhân sự ở đây thì ai sẽ làm cái gì? Đấy. Và công việc thì nó là hàng ngàn sa số, hàng ngày nó phát sinh hàng nghìn cái đầu việc khác nhau. Nhu cầu gọi biến chuyển liên tục, đúng không? Yêu cầu khách hàng càng ngày càng khắt khe, khó khăn, cạnh tranh càng ngày khốc liệt. Thế thì ai sẽ làm được cái gì? Và mình phải định nghĩa rõ là công việc này là công việc như thế nào? Và sẽ cần con người như thế nào? Và sau khi định nghĩa được rõ ra công việc rồi, biết là họ cần con người gì rồi thì mình phải đi tìm kiếm. Và tìm kiếm đôi khi là gì? Là bài toán tìm kiếm cực kỳ phải kiên nhẫn, phải rất là lâu dài. Và tìm họ rồi thuyết phục họ về làm mình rồi thì phải quan tâm đến họ, giữ họ như thế nào. Đấy, giữ họ như thế nào xong rồi là chuyện là khó rất nhiều. Cái chuyện mà tìm biết là tìm người nào, tìm được rồi nhưng mà giữ là cái khó rất nhiều. Thì anh nghĩ là cái nhiệm vụ của ông CEO ấy, thì là ông phải ngồi ông làm về bài toán nhân sự, và thậm chí nhân sự đôi khi chiếm đến 60-70% thời gian. Chứ còn bài toán nghiệp vụ thì nghiệp vụ em không thể nào làm hết được. Vì hôm nay em có thể làm là 10 việc nhưng ngày mai lên 1.000 việc. Em không thể nào phân thân thành 100 người được. Thì bộ lòng em phải tìm những cái người làm những cái điều đó cho em. Và bản chất cuối cùng của vấn đề là gì? Em muốn lên công ty 1.000 người, 2.000 người, thậm chí là em muốn công ty to hơn nữa chẳng hạn. Thì bài toán cuối cùng là bài toán nhân sự. Thế thì thay vì là ông tự làm mọi thứ thì ông phải tìm được cái người nào làm cho ông. Thì có thể em nhìn cái câu chuyện của Đường Tăng ấy, đúng không? Câu chuyện của Lưu Bị, câu chuyện của Tống Giang chẳng hạn, đúng không? Thì ba cái vị trí, ba cái ông này là cái ba cái ông điển hình. Ba ông là nhìn được như bất tài, không biết làm gì cả. Một ông chỉ ngồi niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn một ông thì là lúc nào mà gần bị giết thì ta là Tống Giang đây, đúng không nhỉ? Một ông Lưu Bị thì gọi là trói gà không chặt. Nhưng mà dưới ông ấy thì là rất nhiều người giỏi, đúng không? Kể cả Tôn Ngộ Không, kể là Quan Vũ, là Trương Phi chẳng hạn, Khổng Minh chẳng hạn vẫn làm như Lưu Bị, đúng không nhỉ? Dưới ông Tống Giang thì có 108 vị anh hùng hảo hán. Thì tại sao lại như vậy? Đúng không? Mình phải đặt ra bài toán tại sao lại như vậy. Bởi vì sao? Vì họ rất quan tâm con người. Họ biết là ok, anh không giỏi cái điều này thì em làm giúp anh. Và em làm chính thì thôi, bây giờ ra được 10 phần thành quả thì thôi em cầm 8 đi, anh cầm 2 thôi, đúng không? Nhưng mà ông Tống Giang có 108 ông làm cho ông ấy, thì chỉ cần là gì, ông cầm 2 của 108 phần, 108 người thôi, thì ông ấy đã có bao nhiêu? Ông ấy đã có là 216 phần rồi, còn ông kia chỉ có 8 thôi. Thì bản chất đây thì ông có tài nhưng ông có đức, ông có tâm. Ông có tâm tức là gì? Người ta làm với ông người ta cảm không cảm là người bị thiệt. Người ta cũng nào làm với ông là ok, làm xong là làm với ông này được support, làm với ông này được quan tâm, làm với ông này thì thành quả xong ông chia mình trước, và ông chia mình nhiều hơn, thế mọi người vui. Thế thì anh nghĩ là được bí quyết rất đơn giản thôi,
đúng không? Thì có gì cho nó trước, và nó cần gì, nó có những nhu cầu gì, nó có những nỗi buồn gì thì cứ quan tâm đến nó trước, hỏi nó trước. Đừng đưa vấn đề của công ty, đừng đưa vấn đề của khách hàng, mà bắt đầu từ vấn đề của nhân viên của mình, bắt đầu từ nhu cầu của nhân viên của mình, bắt đầu từ tương lai của nó, nó bắt đầu những cái mong muốn của nó là gì. Ai cũng muốn là có công việc ổn định, ai cũng muốn là có nhiều tiền, ai cũng muốn là có được cái vị trí trong xã hội. Thế thì làm nào, để lại một cái công trạng gì đấy. Thế bây giờ bắt đầu thì có nhu cầu của người ta mà mình nói chuyện, và trong đấy thì mình lồng ghép cái nhu cầu của người ta với nhu cầu của cái sứ mệnh của công ty. Thì bản chất là công ty là gì, là nó lắp ghép rất nhiều các nhu cầu, rất nhiều những con người có nhu cầu khác nhau vào trong một tổ chức. Thế thì anh nghĩ là cái đấy là cái mà mình, cái ông CEO ông phải nhìn ra được, chứ không phải là nghĩa vụ. Nghĩa vụ của ông chỉ là một phần trong rất nhiều các nhu cầu khác nhau. Cảm ơn anh. Đúng thật, CEO là muốn ngoài tài giỏi ra thì mình phải có đức đã. Và ở đây, sau đây sẽ là một câu hỏi tiếp theo, là đến từ bạn Hằng ở Hà Nội, cũng gửi về chương trình qua fanpage của Tìm Việc 365 như sau. Thành công nào cũng có khó khăn, và khó khăn tôi luyện nên nhân tài. Anh có thể chia sẻ giúp em về một số khó khăn của anh trong quá trình khởi nghiệp, và lúc gặp khó khăn thì anh giải quyết khó khăn đấy như thế nào? Vâng. Bản chất là cách giải quyết khó khăn tốt nhất là đừng nghĩ đấy là khó khăn. Bởi vì là đấy là mình nghĩ đấy là cơ hội để mình phát triển, đấy là cơ hội để mình tiến hóa. Nên cuộc đời mà nó chẳng có cái khó khăn gì cả thì nhàm chán lắm. Đúng không? Cô gái mà đến gặp một cô mà cô đồng ý sẵn sàng dâng hiến hết thì chẳng có hứng thú nữa. Đúng không? Cô phải uốn éo, cô phải này kia, cô phải từ chối rất nhiều lần thì mình mới cảm giác là mình đang được cống hiến. Đúng không nhỉ? Đừng nghĩ là khó khăn, tất cả là chỉ là thử thách thôi. Tất cả chỉ là một cái cơ hội để mình phát triển thôi. Cho nên là đầu tiên là em cứ niềm tin là càng khó khăn nhiều thì đấy là gì? Đấy là mình đang có cơ hội để mình trưởng thành hơn thằng khác, nhanh hơn thằng khác. Sợ nhất là cái thằng mà sinh ra cho gọi là ngậm thìa vàng này, ở vạch đích rồi. Những thằng đấy là hầu như là nó không có động lực để phấn đấu nữa. Đúng không? Thế mình sinh ra toàn khó khăn thì tự nhiên là gì, rất sướng, cảm giác cái gì cũng sướng, nhìn vượt qua khó khăn rồi. Ví dụ anh thấy là anh thấy là anh có mấy cái bạn ấy, anh ở Hà Nội nhưng mà có mấy cái bạn là họ xuất thân từ những cái vùng tương đối khó khăn ở đất nước như là Nghệ An hay Hà Tĩnh chẳng hạn. Họ bảo là từ bé lớn chẳng có gì ăn, nhà cực kỳ nghèo, thế là họ đi đâu họ thấy sướng. Họ đi cùng mình ăn uống, họ bảo ủi đồ ăn ngon thế, mình bảo đồ ăn thì cháo gì ngon, nó bảo ủi này ngon ngon hơn rất nhiều mà từ bé tôi chẳng có gì ăn cả. Tới đi đâu tôi thấy thấy vui, thấy hạnh phúc, thì mình bảo ủi thì chết rồi, thì thằng này là nó hạnh phúc may mắn hơn mình. Vì sao? Nó đã khó khăn từ bé. Cái đó thì trong công việc cũng thế, thế mình nhìn khó khăn thì mình bảo ủi đây là cơ hội, ủi đây là cái điều mà thằng khác nó không làm được, thằng khác nó từ bỏ mình đấy. Đây là thử thách đối với mình. Nếu cái gì cuộc sống nó dễ dàng, cái gì cũng ok thì nó đây không phải cuộc sống nữa. Chúng ta sinh ra để tiến hóa mà. Tiến hóa từ kiếp này đến kiếp khác, gọi là luân hồi bao nhiêu kiếp. Thế thì bản chất là gì? Mình muốn tiến hóa là mình phải leo lên một bậc thang. Thì bậc leo lên thì nó phải mất sức. Không mất sức thì chẳng may dẫm cái đinh như chẳng hạn thì giảm như vậy thì phải cố chịu leo tiếp. Đúng rồi. Khó khăn với tôi luyện nhân tài, thực tế với CEO thì không có khó khăn mà đấy chỉ là thử thách cho các bạn thôi ạ. Nên khi gặp khó khăn thì mình hãy biến cái khó khăn đấy thành thử thách đi ạ. Đừng nghĩ nó quá nặng nề quá, đừng nghĩ nó có một cái gì đấy buồn chán quá, mà hãy coi đấy là thử thách để mình vượt qua. Khi vượt qua rồi mình sẽ nhìn lại nó thì mình cảm thấy sẽ sung sướng hơn ạ. Và ở đây tiếp theo là bạn Quang ở Hồ Chí Minh cũng có một câu hỏi rất thực tế với anh như sau ạ. Nhân sự là yếu tố quan trọng quyết định thành hay bại của doanh nghiệp. Anh có thể chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào để truyền cảm hứng, động lực cho các bạn nhân sự của anh không? Như anh nói lúc nãy thì bản chất là người ta sẽ có những cái động lực ghê gớm khi mà người ta sẽ có giống sống mục đích, đúng không? Thế đôi khi là có những đồng chí đến với anh là họ bảo là tại sao mình đến đây, thì nó bảo là em chẳng có việc gì làm bên ngoài thì em đến đây, em chẳng biết là em muốn gì thì em đến đây. Thế thì sau khi mình ngồi nói chuyện là bây giờ ông cảm thấy là ông giỏi cái gì, ông cảm thấy ông làm cái gì, ông cảm thấy hạnh phúc nhất, ông cảm thấy thần tượng ai, thế ông mong muốn trở thành một người như thế nào. Thế bây giờ ngồi hỏi thì bắt đầu ông ấy ngồi ông tuôn ra rất nhiều thứ, bảo em ước mơ là em muốn là em muốn xây nhà cho bố mẹ này, đúng không? Em muốn mua gọi là tặng cho bố mẹ em cái gì đấy báo hiếu này, em muốn có một cô vợ rất xinh đẹp này, em muốn có một cái nhà ở Hà Nội này, em muốn rất nhiều thứ.
Thì bản chất bây giờ mình phải ngồi kết nối công việc của ông hiện tại với cả với cái mong muốn của ông tương lai. Thì khi mà kết nối xong rồi thì thôi mọi thứ nó tự chạy, ông chẳng cần phải thúc, chẳng cần phải giục ông cả. Thì bản chất của anh là quản lý là ok, thì chỉ quản lý những ông nào mà ông ý. Thật là khi mà đã phải cố gắng quản lý một ông nào đấy thì coi là ông đấy là vô nghĩa rồi, coi là ông đấy không phù hợp với mình rồi. Vì là có thể là ông sẽ làm theo kiểu là hề sắc lô thì hợp ý lý hơn, chứ còn trong ngành công nghệ, trong ngành đòi hỏi sáng tạo này thì không thể quản lý được. Nếu không quản lý được thì không quản lý được thì thôi, tôi bây giờ ông phải tìm ông nào có tự giác, và mình chỉ là gì, mình chỉ là cái người dẫn dắt, cái người mà khai mở những cái mong muốn của ông ra đấy, và gắn kết những cái mong muốn ông vào công việc. Thì xong thì ông tự ông làm thôi, chứ còn mình làm sao mà mình theo ông mãi được, vì chúng ta là người trưởng thành rồi. Nếu có nhiều thằng nó là bố trẻ con rồi, đến công ty thì cũng phải ngồi đè ra quản thì chết. Anh nghĩ là đây bài toán nó rất đơn giản thôi, nó tóm lại là ông muốn cái gì, ông thực sự ông muốn thế không, ông muốn thế thì ông làm thôi, ông nói cái điều mong muốn ra thì người ta sẽ giám sát, đúng không? Mồm ông xem xét, ông bảo là em muốn có nhà cửa, em muốn báo hiếu, nhưng ông lại toàn ngủ đến tận 12 giờ, ông chẳng làm ăn gì cả thì không được. Vâng, rất cảm ơn anh về những chia sẻ đấy. Cùng với đấy thì sẽ là bạn Trang đang là du học sinh ngành thương mại ở Đức. Thì bạn có một câu hỏi với anh như sau: theo anh, thương mại điện tử Việt Nam có gì khác biệt so với thương mại điện tử quốc tế? Các bạn đã đi du học ở Đức và bạn ấy cũng đã làm việc rồi đấy. Thì bạn có câu hỏi là thương mại điện tử ở Việt Nam thì có gì khác biệt so với thương mại điện tử ở quốc tế? Bản chất của thương mại điện tử ấy thì nó là phản ánh cái thực tế thương mại ngoài đời. Đấy, ví dụ là ở bên nước ngoài, bên những cái nước G7 chẳng hạn, thì họ rất là rõ ràng, luật cực kỳ rõ. Đúng không? Họ bán sản phẩm thật, họ có luật bảo vệ người tiêu dùng, và họ có những cái tổ chức, họ có những cái trung tâm của nhà nước, rồi là đứng ra mà ông mà bán hàng giả, hàng nhái là cho ông đi tù luôn. Nhưng không phải là đi thu hàng vớ vẩn đi ở thị trường như bên đâu, đi tù luôn. Và tù là tù nặng luôn ấy. Và đấy thì trên mạng ở bên ngoài như thế nào thì trên mạng nó như thế, đúng không? Thì mua hàng lên mạng ra nước ngoài thì nhắm mắt là mua, không thể suy nghĩ. Anh mua hàng ở bên Nhật là gọi là bao nhiêu tiền rồi, nhưng mà không bao giờ bị lừa, không bao giờ phải đắn đo là cái hàng này của mình có hàng giả nhái không, đúng giờ hay không, mọi thứ nó chuẩn chỉnh rồi. Nhưng mà ở Việt Nam thì mọi thứ nó vẫn còn đang phát triển, vẫn còn phải nhiều thứ mình phải care. Ví dụ là hàng thì ăn thì không hiểu là có ngộ độc hay không, có đúng nhỉ? Hoặc là dùng này không biết là nó có chất phụ gia gì nó không tốt cho bản thân mình hay không. Mua thì gọi là ông bảo hành bảo tỏi, nhưng mà mua xong thì ông đóng luôn cửa thì ông chẳng biết ông đâu. Thì đấy thì nó vẫn đang có rất nhiều những cái vấn đề nhức nhối. Tuy nhiên thì anh thấy là gần đây thì thương mại tử là phát triển rất 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 tốt, bởi vì là có rất nhiều công ty mà như họ đang làm rất tốt, và họ đổ rất nhiều tiền bạc vào họ huấn luyện thị trường. Đấy. Ví dụ là họ khuyến mại rất nhiều, họ bán rất rẻ, họ chuyển rất nhanh, miễn phí mọi thứ, để làm sao họ đánh vào cái tâm lý là gì, là cái lòng tham, lòng mong muốn là gì, đôi khi nó lớn hơn sự sợ hãi. Đấy, tức là biết là mua trên mạng có khả năng là sẽ gặp vấn đề, nhưng mà thì rẻ quá. Đấy, tức là họ đánh vào cái mong muốn, cái ham muốn của người ta, thì để thắng được cái sự sợ hãi thì họ phải đốt rất nhiều tiền. Đúng không? Tức là để định hình được, để đào tạo thị trường, họ phải chi rất nhiều tiền. Và được cái là người dân mình thì thấy nghĩ là cái thu nhập của người dân mình vẫn rất rất thấp so với cả mặt bằng thế giới. Thì anh nghĩ là nó rơi vào tầm 2.500 đến 2.700 đô một năm. Thì anh nghĩ là có một số các chuyên gia thì họ bảo là khi mà thu nhập của người dân thì trên 5.000 đô ấy, thì thương mại điện tử gọi là bùng nổ. Trước đấy anh nghĩ là 2.500 đô với 5.000 thì đôi khi nó chỉ cách nhau 2 lần, nhưng mà không phải. Bởi vì sao? Vì là khi ông đạt được 5.000 tức là gì? Đạt được 5.000 tức là ông mới đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của ông. Đấy, đáp ứng nhu cầu tối thiểu rồi thì ông bắt đầu ông mới nghĩ thứ khác. Đấy, thì lúc đấy là nhu cầu đôi khi nó chỉ chênh nhau. Trước đấy là bây giờ cái nhu cầu thực sự của thương mại tử giống như nước bên ngoài là gì? Họ thấy là tiện, họ mua. Đôi khi không rẻ nhưng mà là tiện. Đấy, họ không phải đi đâu cả, bấm cái là hàng đến. Đấy, họ không mất công đi vì chi phí đi ra ngoài rất là tốn kém, mất thời gian vì thời gian của họ là tiền bạc rất là tốn. Đấy, nhưng mà ở Việt Nam mình thu nhập vẫn thấp, tức là gì? Thấp tức là ông còn có thể 2-3 tiếng ông ngồi trên mạng ông mò ra là mặt hàng nào giảm giá 10%, rẻ hơn chỗ nào, rẻ hơn 20.000 ông mất, có thể ông mất 1 tiếng để ông tìm.
Thì theo anh thì cái sàn thương mại, tóm lại ở trong một câu thì là thương mại điện tử thế giới nó đã phát triển rồi. Và người ta chọn sự tiện lợi. Đấy. Và thương mại điện tử Việt Nam thì đang phát triển. Và người ta sẽ chọn chỗ nào rẻ hơn. Và không tiếc thời gian. Thế chính vì vậy thì anh nghĩ là để mà đào tạo được thị trường, để nó tiếp cận được thì mất thời gian. Mất rất nhiều tiền. Thì ông nào mà chọn thương mại điện tử bây giờ thì ông sẽ xác định là ông sẽ mất tiền từ 3 đến 5 năm nữa. Ok, vâng, rất cảm ơn anh ạ. Và tiếp theo là bạn Quang Hiếu ở Cà Mau thì có một câu hỏi với anh như sau. Người ảnh hưởng với anh nhất là ai? Anh thấy mình đã học tập được người ấy những điểm gì? Tức là muốn nói là một hình tượng, hình ảnh, hình tượng, lý tưởng của anh là ai đấy? Anh nghĩ là có một thì hơi thiếu. Nhưng mà không nói thì cũng không được, là có hai người. Một là ngày xưa thì là Bill Gates. Rất hâm mộ. Vì ông này ông ấy giỏi cả về công nghệ, ông ấy tạo ra một đế chế như vậy, tạo ra một cái thứ mà tất cả mọi người đều phải dùng. Sau đấy thì ông ấy biết dừng khi ông ấy như là hơn 40 tuổi rồi, ông đã bắt đầu ông thôi rồi, ông rút dần, bắt đầu ông ấy làm từ thiện, bắt đầu ông quay ra ông ấy cứu thế giới, ông ấy giúp cho rất nhiều người trẻ em, gọi là bại liệt này, những cái quốc gia nghèo khó chẳng hạn, có vaccine được gọi là giúp rất nhiều người thoát khỏi những cái bệnh mà rất hiểm nghèo. Đấy, và anh nghĩ là ông ấy hoạt động rất tích cực để đem lại những cái giá trị rất là căn bản của nhân loại, như là y tế, giáo dục, môi trường. Thì đấy là cái biểu tượng mà anh rất muốn học, mà anh rất muốn trở thành như vậy. Tuy nhiên thì ngày xưa thì lúc trẻ thì chưa phương Tây, nhưng mà lúc như bây giờ chẳng hạn thì bắt đầu mình mới đọc về Phật giáo, đọc về đạo Phật ấy. Thì có một người thứ hai ảnh hưởng, đó là Phật rất ảnh hưởng. Bởi sao? Vì bản chất là cuối cùng của ông phương Tây, ông nói rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng là ông đạo Phật ông đã ghi cách đây 3.000 năm rồi. Trong tất cả những cái tài liệu của Phật giáo thì anh thấy là những ông phương Tây ông có thể nói rất hay, phân tích rất là logic, rất khoa học, nhưng mà bản chất là ông Phật ông nói rất lâu. Thế là đôi khi mình quay lại những cái triết học của phương Đông, những cái tư tưởng của đạo Phật, thì anh nghĩ là nó làm cho mình cảm thấy bình an, cảm thấy thanh thản. Bản chất của bình an, của thanh thản tức là gì? Ông yêu thương, ông quan tâm được nhiều người, ông đem lại nhiều giá trị cho cuộc sống, thì ông sẽ cuộc sống rất viên mãn. Ông rất bình an, ông không phải lo lắng, ông không phải lo là ra đường ông ai có thể chửi chủ hay mắng nhiếc ông cả. Và cuộc sống ông cuối cùng là kể như ông Bill Gates thế thôi, ông có hơn 100 tỷ đô thì ông cũng cho đi hết, ông xác định là cho mỗi con được 10 triệu. Đấy, ông Phật cũng vậy, ông tư tưởng là ông muốn cho hết, đem hết tất cả mọi thứ, gọi là làm cho, tức là từ bi hỷ xả đấy. Tức là khi mà từ bi quan tâm nhiều người khác thì ông sẽ có một cái cuộc sống của tâm hồn rất là bình an, ông không phải lo nghĩ nhiều. Cầm một đống tiền như ông Bill Gates thì đôi khi cũng phải lo suốt ngày là tiêu như nào, gọi là tiền mình bị đánh thuế ra sao, và tiền mình phải không tiêu tốt thì người ta sẽ mắng mỏ. Nhưng ông Phật ông đã nhìn rất lâu, ông đã nhìn cái điều rất 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 xưa xưa rồi, ông đã quan tâm rất nhiều thứ rồi. Và ông đã truyền bá cái đạo Phật gọi là đến hàng tỷ người trên hành tinh rồi. Ông người ta sẽ được bị ảnh hưởng rất lâu rồi, đúng không? Có một cuộc sống rất là bình an, rất là hạnh phúc, thoát được bao nhiêu những khổ đau của cuộc sống thì ông đã dạy cho con người từ ngày xưa rồi. Ông mới ở phương Tây bây giờ là cứ hoành tráng cái thôi, nhưng mà đang chạy theo ông Phật còn lâu. Đúng rồi, Đức và em cũng đang đọc một số cuốn sách về Đức Phật. Như Đức Phật của chúng ta thì thực ra là đã từ bỏ hẳn cả ngai vàng để đi truyền đạo, rồi đi giáo huấn con người. Có thật là đã 3.000 năm trước rồi vậy. Vâng, và tiếp theo câu hỏi nữa là bạn Phong ở thành phố Hải Phòng thì có một câu hỏi với anh như sau. Trong công việc cũng như trong cuộc sống, điều gì làm anh vui nhất và điều gì làm anh buồn nhất? Những lúc buồn thì anh thường làm gì để vượt qua trạng thái tinh thần đấy? Đây, thì bạn ấy muốn hỏi về cảm xúc của anh. Lúc vui là những lúc nào, và lúc buồn là những lúc nào? Dần dần thì cuộc sống nó làm cho mình cái cảm giác vui buồn nó tương đối là nó phai mờ giữa cái hai cảm xúc này. Vì là ok, trước đây đang tầm độ mới ra trường ấy thì cái gì cũng dễ làm, dễ là mình là lúc buồn lúc vui,
Em nói ví dụ là có một bạn gái nào mình thích mà người ta chỉ cần nhìn mình với ánh mắt rất là dịu dàng thôi, quan tâm mình tí thôi là mình cảm thấy cả ngày em đấy happy rồi. Hoặc là có một hôm đấy thì cô ấy có thể chỉ cần nhìn mình cô ánh mắt dưng lệ cho là mình cảm buồn cả ngày. Thế cái chuyện là chuyện rất bình thường. Và anh ví dụ là công ty có tăng trưởng ví dụ là 20% tháng này, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, rất tự hào. Và khách hàng cũng khen một câu thì mình cảm thấy là cực kỳ ok, hôm nay là tuyệt vời. Nhưng mà khách hàng nó chửi một câu thì bắt đầu lại buồn. Thế cuộc sống nó như vậy, nó cảm xúc nó lên xuống lẫn lộn rất là, đấy là cuộc sống. Nhưng mà càng ngày thì theo anh bị, khi mà đọc về đạo Phật ấy, thì ông Phật ông khuyên một câu là mình nên để mà bình an thanh thản ấy, hạnh phúc ấy, là ông nên đứng ông nhìn quan sát mọi thứ giống như là quan sát một người thứ ba thôi. Ông nhìn mọi thứ nó theo bản chất của nó thôi. Ông đừng có cảm xúc, ông đừng cho cứ gọi bị tâm lý của mình là bị chi phối bởi những cái thứ khác nữa. Ông đứng ra hẳn một bên, ông quan sát. Đấy, thế thì khi mình làm một điều đấy là cố gắng, cái này rất khó. Vì bản chất mình con người mình có cảm xúc. Nhưng mà khi mà mình đã đứng được, mình quan sát rồi thì mọi thứ nó xảy ra nó coi như là nó có điều, nó tất yếu nó xảy ra. Cái điều xảy ra hôm nay nó là cái điều tất yếu nó phải xảy ra. Nó đã được định sẵn rồi. Đôi khi mình tưởng là mình thay đổi được nhưng không thay đổi được. Thì mình chấp nhận điều đấy, nó tùy thuận. Đấy, cuộc sống nó có một cái sự tùy thuận, nó có một cái sự mình chấp nhận cái điều đấy. Như là vốn có. Chứ mình không nên là phản kháng, mình không nên là mình mong muốn nó phải theo cái ý của mình. Đấy. Tức là vô cầu đấy, tức là ông không mong cầu như thế nữa. Ông không mong cầu cô ấy cười với mình thì ông cũng không buồn nữa. Cũng vì cô ấy cười không cười chẳng liên quan đến mình nữa. Hoặc là công ty mà nó có phát triển thì ok, hiểu điều đấy nó là phát triển. Và công ty nó đi xuống thì mình cũng hiểu điều đấy là đi xuống để mình giải quyết vấn đề. Chứ buồn cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Đúng không? Nếu mà ông thất bại thì ok. Ông coi nó là một bài học, ông coi nó là một cái thử thách để ông bước tiếp. Thì ông lại cảm thấy cuộc sống có năng lượng để ông làm việc. Nhưng mà nếu ông coi thất bại nó là một cái gì đấy rất kinh khủng, nó là một cái gì đấy vực thẳm, thì tự nhiên là ông tự nhiên sụp đổ, đúng không? Nó rất kinh khủng. Và ông thành công, ông tự mãn, ông nghĩ là ông thành công rồi, ông không phải học nữa. Ông coi thường người khác, ông này kia. Thì như thế nó sẽ là một cái... Thế là tự nhiên người ta xa lánh ông, người ta lại ghi nợ. Khi nào ông thất bại, người ta quặn lôi, người ta chửi. Thế túm lại là mình... Anh em trước đọc một cái câu, ông Phật bảo gì? Hạnh phúc tức là gì? Hạnh phúc tức là ông bình thản trước tất cả mọi thứ xảy ra, đúng không? Đấy, tức là cái cảm giác nó là như vậy, cảm giác như vậy. Thế thì có thể cái câu trả lời này nó không đúng được cái mong muốn của bạn ấy, là bạn muốn là lúc anh vui nhất thì là như thế nào, lúc anh buồn nhất thế nào. Đấy, có những cái khoảnh khắc đã từng như vậy trong cuộc sống. Đấy. Nhưng mà anh khuyên là mọi người cố gắng nhìn, đón nhận mọi thứ nó rất là bình thản, nó là vốn có của nó. Đấy, có một câu rất hay là gì? Cái người mình gặp là người tất yếu mình phải gặp. Cái điều gì xảy ra hiện tại bây giờ là cái điều chắc chắn phải xảy ra. Thế thì mình nghĩ như thế thì nó mọi thứ nó sẽ rất là... Mình rất bình thản, mình đón nhận mọi thứ. Khi mà bình thản, bình tĩnh tâm lại đón nhận mọi thứ thì anh thấy mọi thứ nó rất bình thường. Thật là anh trả lời một câu hỏi rất ý nghĩa cho các bạn. Chúng ta hãy đón nhận, bình thản đón nhận nó. Và sau đây sẽ... sau đây cũng là như cuối cùng của chương trình, thì mỗi một CEO nào, mỗi một nhà quản lý nào đều có một phương châm sống cho mình, đều có một lý tưởng sống cho mình. Vậy em muốn hỏi anh, phương châm sống của anh và lý tưởng sống của anh là gì ạ? Anh nghĩ là đơn giản thôi, sống một cuộc sống có ý nghĩa, có ích cho cuộc đời. Nhưng để đạt được cái mong muốn đấy thì ông phải có một cái bộ máy, ông có phải có một cái con đường để ông đi lên cái đích đấy. Thì bản chất là bài toán về mục đích, tức là cái đích đến và con đường. Thì quan điểm của anh là cái lý tưởng ở đây thì anh nghĩ là mình nên làm, ok, mình có thể làm công ty, mình có thể làm, mình xây dựng một cái cộng đồng ABC này kia. Nhưng mà anh nghĩ là tất cả những người join vào, những người mà đi cùng mình, thì mình cố gắng là không phải đến đích mới hạnh phúc, là gì? Tức là mình phải giúp cho họ là trên con đường họ đi họ cũng cảm thấy hạnh phúc. Và bản chất là hạnh phúc không phải là cái đích đến mà nó là con đường. Thì hàng ngày mình sống, mình cố gắng là
mình cố gắng là tử tế mọi người, mình cố gắng là quan tâm mọi người, mình lo lắng với mọi người để cho họ happy, hàng ngày họ đến họ cảm thấy là cuộc sống nó sao đấy yên bình nhẹ nhàng thế, nó có nhiều cái thử thách, nhiều cái sự kích thích công việc thế, thì đấy là cái phương châm sống. Thế làm sao mà mọi người mình gặp, mọi công việc mình làm thì cố gắng hết sức để cho cái người đấy được họ được nhận nhiều giá trị nhất. Đấy. Mình làm cái gì thì mình cố gắng là tối ưu nhất. Đấy. Thì anh nghĩ là sống thì hãy vì con người thứ nhất, và thứ hai là gì, vì gọi là nói hơi trừu tượng tí nữa là vì thiên nhiên. Tức là vì tài nguyên của chúng ta. Thì ngày xưa chỉ nghĩ là con người thôi, nhưng mà con người thì nó thật là phá rất nhiều. Nó phá mọi thứ. Covid cái là không khí trong lành hẳn, đúng không? Thì bản chất là ông chỉ có mỗi con người quan tâm con người thì cũng không được. Nhưng bản chất ông quan tâm đến môi trường sống của chúng ta. Thì anh nghĩ là có hai thứ. Tức là mình sống vì hai điều đấy thì mình cảm thấy cuộc sống nó sẽ thanh thản. Cảm ơn anh đã tham gia cùng chương trình Hỏi Đáp Cùng CEO của Tìm Việc 365.vn. Qua những chia sẻ kinh nghiệm đấy thì các bạn cũng đã sẽ học hỏi được một CEO rất tài năng và rất nhiệt huyết, là người anh cả đi đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử. Và cuối cùng, em xin chúc anh sức khỏe, chúc anh thành công và chúc công ty chúng ta luôn luôn phát triển và tiến xa hơn nữa. Vâng, xin cảm ơn anh. Cảm ơn.